Vbiz 25 giờ, hân hạnh chính thức được đồng hành cùng thương hiệu son Yurika nổi tiếng đến từ Nhật Bản. Xin chào các bạn, lại là Thu Hà của bản tin Vbiz 25 giờ ngày hôm nay. Và như thường lệ, hôm nay hãy cùng nhau tìm hiểu về những thông tin nóng hổi của Vbiz 25 giờ. Và vị khách mời quen thuộc của chúng ta đó chính là nhà báo Minh Đức. Xin mời. Xin chào Thu Hà và xin chào quý vị. Chúng ta lại gặp nhau rồi và hôm nay là khoảng thời gian giữa tuần đúng không? Dạ đúng rồi. Giữa tuần thì có thể là sẽ không sôi động như đầu tuần, cũng sẽ không không êm ái như giữa tuần, nhưng mà từ những tin tức ngày hôm nay chúng tôi hy vọng sẽ có những cái câu chuyện, những góc nhìn rất là thú vị liên quan đến không chỉ là giới showbiz đâu mà còn có thể cả đời sống đời thường với quý vị nữa. Hy vọng là rất thú vị. Vâng, và ngay sau đây không làm mất thời gian của mọi người hơn nữa, chúng ta hãy cùng nhau đến với những tin tức sẽ có trong bản tin Vbiz 25 giờ ngày hôm nay ạ. Đẳng cấp đu đưa của Ngọc Thảo, ngóc ngách 30 vẫn chăm đi quẩy, còn độc thân thì mình cứ chiêu thôi. Huyền Baby, đàn ông đa số thích người phụ nữ bình thường ngoan hiền, nhưng trong phòng ngủ phải sexy. Ca sĩ Minh Quân bị mạo danh bán vé trộm Việt Nam, Thái Lan. Trịnh Thăng Bình thừa nhận đã chia tay Lít Kim Cương. Mai Phương Thúy sẽ rút kinh nghiệm sau khi đăng ảnh quá sexy. Đẳng cấp đu đưa của Ngọc Thảo, ngóc ngách 30 vẫn chăm đi quẩy, còn độc thân thì mình cứ chiêu thôi. Phải nói là nếu như mà trước đây thì chúng ta thấy rằng là phụ nữ lấy chồng sinh con rất là sớm, nhiều khi là 17, 18 tuổi đã sinh rồi. Nhưng bây giờ thì phụ nữ có vẻ là tự do, tự tại hơn. Có nghĩa là họ phải chừng cỡ 30 trở đi thì nhiều khi mới lấy chồng. Và thậm chí có những người là 30, 40 tuổi vẫn còn rất là chiêu. Cụ thể là cô nàng Ngọc Thảo thì nói rằng là còn 30 tuổi vẫn còn độc thân thì cứ chiêu thôi. Thì không biết là anh nghĩ sao về quan niệm của những cô gái trẻ hiện nay ạ? Thì có thể mình cũng không quan tâm chuyện là cô gái nói câu này là ai, nhưng mà cái quan điểm này nó rất là thú vị, bởi vì thực ra là đúng là xã hội nó thay đổi và bây giờ xung quanh chúng ta có rất nhiều những cô gái ba mấy tuổi vẫn độc thân và rất là hài lòng với điều đó, cũng như rất nhiều người đàn ông bước có thể 40 rồi và vẫn bình chân như vậy, không có cái, mặc dù là cũng là dập dìu tài tử tài nhân đấy, nhưng mà có vẻ là họ cũng không có mặn mà trong cái việc là lập gia đình. Cũng không hẳn là như thế, mình không biết được. Nhiều có những người thì cũng chơi bời tung tăng đến tuổi 50 rồi bắt đầu mới có vẻ là rất là vội vàng lập một gia đình, và sau đó thì cũng rất là yên tâm sống tiếp những năm tháng sau đấy và rất là hài lòng với cái gọi là sự ràng buộc mà mình đã mang lại. Ở đây thì nó liên quan đến cái sự thay đổi về quan niệm sống. Trước đây thì đúng là thường chúng ta chỉ nghĩ là cái tuổi mà tung tăng đi quẩy đi chiêu ấy thì là thường là tuổi đầu 2 thôi, bước vào đầu 3 thì kể cả còn độc thân ấy thì mà cũng bắt đầu lắng lại rồi, cũng đã bắt đầu có thể là sống chậm lại rồi. Bởi mình cũng đã trưởng thành rồi, thường là cũng đã có sự thành đạt đó. Thường là phụ nữ bước vào tuổi 30 ấy thì cũng đã bắt đầu có sự thành đạt nhất định, có thể là nếu đi làm nhà nước thì chẳng phải cỡ lên cỡ phó phòng trưởng phòng như thế, hoặc trong đi là kinh doanh doanh nghiệp ấy thì cũng có một cái vị trí nhất định nào đấy. Nhưng mà rõ ràng ấy, càng ngày ấy, cái tuổi chúng ta gọi là thanh xuân ấy, nó càng đến nới rộng ra đấy, vì chúng ta có nhiều lựa chọn trong cuộc sống hơn, chúng ta có thể đi làm từ sớm, bắt đầu đi làm sớm hơn và kéo dài cái độ tuổi đi làm đó dài hơn. Và cũng có thể là do cái cuộc sống nó tốt hơn á, cho nên là các cô gái bây giờ bước vào tuổi 30 á vẫn rất là xinh đẹp trẻ trung. Vấn đề mấu chốt nó nằm ở cái chỗ đó. Tức là ngày xưa thường nghĩ đến nhiều người hay nghĩ tuổi 30 là thấy sợ lắm, không chỉ phụ nữ đâu, đàn ông đàn bà cũng thế đấy, cũng nghĩ chuyện là tuổi 30 là mình phải đứng đắn lên này, chín chắn lên này, rồi bắt đầu là có những nếp nhăn bắt đầu xuất hiện này, thấy đầu ba là bắt đầu sợ rồi, rồi ăn mặc không được xinh xinh nữa. Nếu mà mấy năm chục năm trước thì nhắc đầu ba là mà còn chưa lấy chồng thì coi như là ế chồng vĩnh viễn rồi đấy. Kiểu là ông bà cũng khá là khắc khe với cái việc đó. Thì đến bây giờ thì mọi chuyện nó trở nên dễ dàng hơn, có những người 30-40 rồi vẫn còn rất là trẻ đẹp. Cho nên là, và cái quan trọng nữa ấy, là cái đời sống xã hội ấy, nó tạo ra những cái không gian giúp những người ở nhiều lứa tuổi hơn có thể giải trí. Đấy, chẳng hạn như ngày xưa mà phụ nữ 30-40 mà đi bar cảm thấy lạc lõng lắm, vì xung quanh toàn là các em 20 tuổi thôi. Nhưng bây giờ không sao, có những cái không gian để phù hợp cho những cái đối tượng như vậy. Cho nên là mọi người mới thấy rằng là đến tuổi 30 rồi vẫn đi chill là cũng là điều bình thường. Và quan trọng là nhiều phụ nữ bây giờ họ cũng có những cái tư tưởng rất là cấp tiến, tức là mình còn độc thân thì mình hãy tận hưởng cuộc sống đấy. Quan trọng nhất ấy, là mình là người tạo ra những cái điều kiện nó giúp mình có thể tận hưởng cuộc sống nó một cách thoải mái nhất. Họ có thể đi làm, có công việc tốt, này có thu nhập cao thì cũng phải được tận hưởng cái cuộc sống đấy, thay vì là đầu tắt mặt tối để mà dành dụm, nhiều khi cũng chưa biết là để dành cho ai cả thì thôi thì hãy tận hưởng đi. Cho mình thấy là đấy là một cái suy nghĩ thực ra rất là thú vị. Tất nhiên là chúng ta không thể nói rằng thế nào là tốt, thế nào là không, bởi vì cái là quan điểm cá nhân thôi. Mình nghĩ là ham vui quá cũng không hẳn là hay. Ham chơi quên mất đường về. Đấy, nhiều khi là ham chơi quá, ham vui quá, rồi là nhiều khi quên đi mất là trong cuộc sống nó còn rất nhiều điều quan trọng. Đó, như là bổ trí thức này, hay là có những cơ hội cho công việc này, hay là lập gia đình đang hạn. Có những người sau này khi lập gia đình mới thấy hối hận là sao mình không lập gia đình sớm hơn. Ở cái tuổi đó mình có thể là sinh con tốt hơn này, đứa con sinh ra nó sẽ khỏe khoắn hơn. Đại loại thế. Lớn hơn. Con sẽ lớn hơn, rồi nhiều người thì
Cái này thì mình cũng không phải là quy luật, nhưng rất nhiều người là ở tuổi trẻ mọi người cảm thấy rất là thoải mái, mình thậm chí là trải qua rất nhiều cuộc tình và thấy không bị ràng buộc gì cả, thấy rằng không có đàn ông tôi vẫn có thể sống tốt, có thể nói như thế này rất là hồn nhiên, là còn độc thân thì cứ chill thôi, nhưng mà ít nhất mình cũng, người ta nói là cũng phải chừa đường về. Nói chung là vui thôi, đừng vui quá. Ở đấy là chính xác, vui thì đừng vui quá. Nhiều khi là vui quá là nó đi quá đà rồi, đến lúc mà quay trở lại không kịp. Dạ. Đấy, thì đấy là mình, đấy là quan điểm của mình thế thôi. Chứ còn mình nghĩ là thôi thì mỗi người có một cách sống khác nhau và mình tôn trọng cái sự lựa chọn của mọi người. Dạ vâng ạ, cảm ơn những chia sẻ của Minh Đức. Và thực sự là với bản thân Thu Hà, góc nhìn là một người phụ nữ thì cũng nghĩ rằng là chúng ta cũng nên tận hưởng cuộc sống, đừng có quá là hy sinh vì người đàn ông của mình, nhưng mà cũng đừng nên là gọi là ăn chơi quá thì đến lúc mà chúng ta hối hận rồi cũng đã quá muộn màng rồi. Còn bây giờ sẽ thông tin tiếp theo cho ngày hôm nay ạ. Huyền Baby, đàn ông đa số thích người phụ nữ bình thường ngoan hiền, nhưng trong phòng ngủ phải sexy. Tiếp nối chương trình là một cái thông tin, một câu nói của một cô nàng hot girl cũng khá là quen thuộc rồi, là Huyền Baby. Thật sự thì câu nói này cũng khá là quen thuộc, Thu Hà cũng từng nghe nhiều lần rồi, đó là đàn ông thì luôn thích những cô nàng phụ nữ mà ngoan hiền, kiểu gọi là rau sạch đó, nhưng mà trên giường cần phải sexy và biết cách làm tình. Thì không biết anh nghĩ sao ạ? Thực ra thì cái này thì không cần phải cô này nói ra thì người ta mới biết, cái điều này rất là nhiều người đã nói rồi. Thực ra là có thể là có thể là cô ấy trả lời cái này là để đáp lại cái lời mà dư luận nói về việc là cô ấy lấy một ông chồng đại gia, và có thể là cô giải thích cái việc là có thể người ta nghĩ rằng những cái cô hot girl thì thường là sẽ hư hỏng, sẽ này kia chẳng hạn, nhưng mà có thể là cô trả lời như thế để chứng minh một điều rằng là cô ấy có sở hữu cả hai cái yếu tố đấy, tức là ngoan hiền, đó, ngoan hiền là và vừa sexy khi cần. Tuy nhiên ở đây thực ra chúng ta cũng nói là không có cái gì là tuyệt đối, và câu nói này cũng không hẳn là đúng với tất cả mọi người đàn ông. Có những người đàn ông thì đúng là thích vợ mình ở ngoài là phải là ngoan hiền, và trong nhà, trong phòng ngủ thì là sexy bốc lửa để cho cái chuyện vợ chồng nó ấm nồng. Nhưng cũng có những người đàn ông mà họ rất là ngại khi mà chứng kiến những cái biểu hiện bốc lửa sexy của người vợ mình. Một phần ấy như thế này, cái này là vì cũng qua rất nhiều những cái công việc, rất nhiều những cái talk show với những người đàn ông trong lĩnh vực này, và đặc biệt với các bác sĩ tâm lý, bác sĩ về nam khoa, họ cũng trả lời, tức là có những cái người đàn ông có thể giấu cái sự yếu đuối của mình ở khắp nơi, hoặc là phụ nữ cũng vậy, nhưng mà họ sẽ không thể nói dối được trên những bác sĩ nam khoa hoặc là phụ khoa. Vậy thì bây giờ anh Đức chia sẻ thì ngày xưa khi mà mới được có một cái loạt chương trình ấy, là chuyện trò chuyện với rất nhiều các bác sĩ về nam khoa và phụ khoa, thì họ cho mình rất nhiều những cái câu trả lời mà nhiều khi mình cũng bất ngờ luôn. Mình cứ nghĩ mọi chuyện nó phải như thế này, nhưng thực ra là vào bệnh viện thì nó sẽ khác. Tức là nhiều người đàn ông ấy, họ luôn luôn muốn chứng tỏ mình là người mạnh mẽ trong cả đời thường lẫn cả trong chuyện ấy, thì nhiều khi người vợ mà tỏ ra quá sexy, quá bốc lửa, quá khao khát trong cái chuyện ấy ở trong nhà, nhiều khi cũng khiến người đàn ông người ta cảm thấy là họ tự ti, có thể là nhiều khi họ không đáp ứng được cái đó. Bởi vì suy cho cùng chúng ta hiểu như này, cái chuyện, cái gọi là chuyện ấy á, cái chuyện vợ chồng, quan hệ vợ chồng ấy, chuyện quan hệ tình dục ấy, nó là một cái chuyện mà nó cũng không có một cái quy chuẩn nào thống nhất cho tất cả mọi cặp vợ chồng hay mọi cặp lứa đôi cả. Đấy, có người thích cái này, có người thích cái kia, có những cái đối với người này rất là tẻ nhạt, rất là boring, nhưng với những người khác thì họ lại rất là thích. Đấy, thành ra là chúng ta cũng không thể nào đưa ra một cái quy chuẩn chung được. Vì thế cái nói rằng là tất cả những người phụ nữ cần phải bốc lửa trong phòng ngủ chưa chắc là đúng, chưa kể là có những ông chồng đôi khi cũng rất là e ngại trước những cô vợ quá dạn dĩ như thế. Đấy, họ sẽ nghĩ là những cô này chắc cũng phải có nhiều kinh nghiệm đúng như rồi, thế. Kinh nghiệm tình sự, tình trường cũng nhiều họ dữ lắm. Họ sẽ nghĩ là những người phụ nữ mà bốc lửa như thế thì nhiều khi mình không đáp ứng được. Đúng rồi, đấy, em nghĩ như vậy ạ. Nhiều khi là mình không đáp ứng được là có ý tìm người đấy, khác. Người khác, đấy là như thế. Cho nên là mọi thứ ấy, thực ra nó phải là rất là vừa phải, và nó nói chung là thực ra thì sexy hay là tẻ nhạt hay không ấy, nó sẽ là cái sự phù hợp của hai người. Nếu mà một ông chồng thích một cái lối quan hệ mang tính chất truyền thống thì một cái cô vợ quá bốc lửa, quá sexy lại không phù hợp. Đấy, ngược lại, thế ngược lại thì có những người chồng thì thích những cái gì đấy rất là dữ dội bốc lửa, thì những cô vợ quá thụ động thì lại không thích. Đấy, đó là như vậy. Để cho nên đây cuối cùng trở lại cái quan hệ là quan hệ vợ chồng là một quan hệ bền vững, và cái này mọi người sẽ phải hiểu một điều là cách đôi khi chúng ta cũng đừng quá đề cao cái chuyện mối quan hệ đấy, đến một lúc nào đấy thực sự nó cũng sẽ trở thành một thứ yếu trong đời sống vợ chồng. Người ta sống với nhau ấy hàng chục năm chứ đâu phải chỉ sống với nhau có mấy tháng bằng sau cuộc hôn nhân đâu. Đấy, so với bằng tình bằng nghĩa rồi còn con cái nữa, rồi đến một ngày á những cái nhu cầu đấy nó cũng sẽ phai nhạt dần đi. Đó, và chúng ta nếu vẫn còn sống được với nhau ấy, thì nó là những yếu tố khác ngoài cái chuyện đấy. Cho nên là chúng ta phải hiểu rằng là đến một ngày ấy, cái chuyện đó nó sẽ chỉ thành một phần thứ yếu. Và để ý nha, có một cái mặt nữa là cô ấy nói rằng là đàn ông thích phụ nữ là khi ra đường thì bình thường là ngoan hiền, nhưng em nghĩ cũng không có đúng lắm, tại vì nhiều khi là có nhiều anh thích là cô nàng ra đường á phụ nữ phải đẹp, em đi ra là phải đẹp, anh mới tự đẹp, nó tự phải tin tự tin. Đúng rồi, thực ra ở đây nói chung là chúng ta
thậm chí các cô đây thì chủ yếu các cô chỉ nhắc lại những điều người ta đã nói xáo mòn rồi. Yeah. Cũng có thể đấy là các cô thấy là cái điều ấy nó phù hợp với các cô ấy, và cô áp dụng cái nguyên tắc đấy để sống thì cũng tốt thôi. Suy cho cùng thì những cái gì mà được người ta nhắc đi nhắc lại nhiều lần ấy là nó cũng phải có hiệu quả nhất định thì người ta mới áp dụng. Yeah. Đấy, cho nên là trở lại cái chuyện là những cái phát ngôn từ cái câu chuyện của cô gái độc thân cho đến là người phụ nữ có gia đình như cô gái ở đây thì chúng ta thấy rằng là đấy, cuối cùng thì vẫn là mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, mọi người sẽ tùy môi trường, cái cuộc sống hạnh phúc của mình để mà áp dụng. Thực ra không ai giống ai cả. Chúng ta cũng đừng nghĩ rằng là các cô ấy áp dụng như thế câu hạnh phúc là mình học theo, bởi vì chưa chắc, chúng ta cũng chẳng lấy gì đảm bảo cả. Có rất nhiều cuộc hôn nhân mọi người đến với nhau và nói với nhau bằng những lời có cánh và ai cũng tưởng là họ đã trải qua rất nhiều những cái kinh nghiệm tình đường cũng đủ trích dẫn giống như thế này này. Nói chung là cuối họ cũng vẫn... nghĩ rằng là họ đấy, đã đang đúng rồi. Đấy, cuối cùng cũng tan vỡ, thành ra mình cũng không thể biết trước được. Và có những cuộc tan vỡ, nhiều người ta hay đổ cho một cái lý do là không hợp. Nhưng mà một khi nó đã không hợp thì nó sẽ không hợp với người này, sẽ tiếp tục không hợp với những người khác. Dạ. Không biết thế nào là hợp cả. Thực ra không đấy, hợp thì là một cái lý do thôi. Đúng rồi, là cái lý do thôi. Vì chúng ta sống với nhau, đến với nhau ấy, hai con người gặp nhau, giữa hàng tỷ người mà chỉ có hai gặp nhau tức là có hàng tỷ lý do. À, đúng rồi ạ. Cảm ơn Minh Đức ạ. Và như vậy vừa chúng ta cũng được lắng nghe lời chia sẻ của nhà báo Minh Đức liên quan về những cái châm ngôn sống của những cô hot girl hiện nay. Và tạm gác lại những châm ngôn này, chúng ta hãy cùng đến với một thông tin phải nói là họa vô đơn chí của nam ca sĩ Minh Quân. Ca sĩ Minh Quân bị mạo danh bán vé trận Việt Nam Thái Lan. Thực sự thì trận đấu ngày 19 tháng 11 vừa qua giữa Việt Nam và Thái Lan là được rất nhiều người mong chờ. Và chia sẻ thật luôn là ngày hôm đó Thu Hà cũng có mặt ở sân vận động Mỹ Đình ạ. Hôm đó thì em cũng sở hữu một tấm vé là vé khán đài B, hàng 19, ghế số 1 thì mức giá là 500.000. Thực ra thì để có thể săn được cái vé này là em phải săn được rất là lâu rồi. Và ngày hôm đó thì rất là nhiều người đứng ở bên ngoài mua vé chợ đen thì cũng chừng có 2 triệu rưỡi, 3 triệu đó, mà nhiều khi không có vé nữa. Thì ngoài cái việc là mình bán vé chợ đen ra thì còn có thông tin nữa, đó là nam ca sĩ Minh Quân thì bị mạo danh để mà bán cái vé đó cũng mức giá là 2 triệu rưỡi. Thì anh nghĩ sao về điều này ạ? Thì các mình không biết là cuối cùng thì là bán vé thật hay là bán vé giả. Cho dù là kể cả là Minh Quân, nếu mà trong trường hợp là Minh Quân thật, yeah, bán vé thật, thực ra mình thấy cái điều ấy cũng là bình thường. Yeah. Vì suy ra cùng là có cung thì có cầu. Yeah. Đến một lúc nào đấy là tôi mua có cặp vé và tôi không xem nữa thì tôi bán lại. Đó, và theo đúng cái lúc người ta sẽ bán theo đúng cái nhu cầu thể tập đấy, cũng không thể đổ cho tôi là phe vé được vì tôi chỉ làm một cái việc bình thường thôi. Tuy nhiên vấn đề đây là mọi người nghe nói là đây là một cái Facebook giả. Đúng rồi. Đó, mạo danh mạo danh Minh Quân thì tất nhiên dẫu sao thì nó cũng vì là giả mà, thế nó sẽ làm đủ trò để nó thu hút người ta vào, người ta mua cái vé đấy. Thì chắc nó sẽ ảnh hưởng đến ca sĩ. Yeah. Đấy, vì là mọi người thấy rõ ràng là ở ca sĩ bán vé thì chắc là mọi người sẽ tin tưởng hơn, không sợ là vé giả. Yeah. Đấy, và sau đấy thì sẽ được thu hút được nhiều người, và biết đâu được sẽ có nhiều người nhờ cái vụ bán vé đấy mà vào like cái trang đấy hoặc là vào và follow cái trang đấy thì sẽ đổi tên đúng không? Đấy, phải không? Có rất nhiều lý do để là nhiều người mà nổi tiếng bị mạo danh. Chúng ta thấy là không phải chỉ có chuyện này đâu, đã từng trước đây từng có những chuyện tương tự, nhiều người nổi tiếng bị mạo danh để bán kem trộn này. Yeah. Đấy, bán mỹ phẩm, để bán đồ dùng linh tinh, bán hàng online các kiểu. Đấy, hoặc có người thì bảo là không phải là mạo danh mà đây là của em hay là của người họ hàng hay của người anh gì gì đó. Yeah. Mở cái trang ấy ra rồi bán cho fan thôi, đại loại như thế. Cho nên ở đây thì là vì mình liên quan là thế, là Minh Quân là có cải chính, là không phải là anh mở ra cái trang đó và anh không phải là anh bán vé. Yeah. Nhưng mà mình nghĩ rằng đấy, kể cả trong trường hợp mà Minh Quân có bán thì mình cũng là bình thường. Có cung thì có cầu. Yeah. Tôi đã có cái vé đấy, tôi đã mua cái vé đấy và bây giờ tôi không có nhu cầu đi nữa. Và tôi cũng không có nhu cầu để cho không ai. Đó, tôi bán thôi. Nhưng mà cái vé quá cao không anh? 2 triệu rưỡi không hề rẻ. Tại vì có cầu mà có người sẵn sàng trả, mà thậm chí có nhiều người khôn hơn đấu giá. Đấu giá. Đấy. Có những trường hợp là để tránh cái trường hợp là bị mang tiếng là gọi là cắt cổ đánh gì. Đánh rẻ, đấy. Thì nhất là những cái hot chẳng hạn. Thực ra chuyện này rất là bình thường, mọi người hãy nhớ rằng là cái này rất là bình thường nhé. Ở trên thế giới cứ những cái show diễn lớn của các nghệ sĩ là thường xuyên có trường hợp là vé được mang lên trên eBay, trên trang eBay để bán dưới hình thức là hoặc là bán thẳng hoặc là bán đấu giá rồi. Và không thể nào nó trở về là giá gốc được nữa, nó phải tăng hơn giá gốc rất là nhiều. Cho nên rất là nhiều người nhiều người là đấy, chẳng hạn đến ngày đến giờ đến muốn đi xem cái cô đó anh đó diễn không có vé thì lên eBay sẽ có, đấy sẽ có người bán. Thì chuyện đấy là cũng là bình thường thôi, một người bình thường có thể làm được thì một người nổi tiếng cũng có thể làm được, vì đây là cái thứ mà mọi người đều mơ ước có được cái vật đó. Thậm chí có những người họ coi đấy là một cái lĩnh vực kinh doanh và cũng không có cái gì để gọi là cấm cả. Đâu có điều luật nào là đấy, bởi vì phe vé có bán công khai thì nếu mà bị cấm thì công an đã ra bắt rồi. Yeah. Đấy, cho nên là mình thấy là ở đây suy cho cùng là nếu mà trường hợp một người bình thường như chúng ta hay là một người nổi tiếng làm cái việc đấy, mình thấy nó cũng là bình thường. Trên thực tế đã có rất nhiều cặp vé được bán trong mấy ngày vừa rồi. Yeah. Rất nhiều bạn bè Facebook của mình Đức đưa lên và các bạn nói là giá yêu thương. Thôi thì dẫu sao đây là một cái họa vô đơn chí cho Minh Quân.
thì cũng thôi thì chắc là vài ngày mọi người sẽ quên thôi, quên chuyện đi thôi. Nhưng mà cũng là một cái bài học cho những người nổi tiếng để rút kinh nghiệm với chuyện này. Và thực ra chúng ta cũng đừng có quá nặng nề cái chuyện này. Cả đây vấn đề đây là gì? Bị mạo danh Facebook thôi. Chứ còn kể cả người nổi tiếng có làm chuyện này mới thấy cũng là một điều bình thường. Chẳng có gì là sai cả. Thực ra thì anh ấy cũng chỉ muốn là cảnh báo cho fan của mình biết là cái trang Facebook đó là bị giả mạo thôi, hãy cảnh giác và tỉnh táo. Đấy, biết đâu là nhỡ đi mua bị vé giả rồi mang tiếng ca sĩ thôi. Dạ. Nhưng mà sẵn đây em muốn hỏi là trận cầu ngày 19 vừa rồi thì không biết là anh Đức có coi không ạ? Anh Đức cũng coi cho đến cái bàn thắng đầu tiên bị từ chối. À, có nghĩa là do anh nói rằng là nếu mà anh không có coi thì Việt Nam ghi bàn, mà do là anh có coi cho nên là trận đấu anh không có là hòa không đúng không ạ? Đấy, thế là sau đó thì mình đi ra khỏi đó mình không xem nữa, mình hy vọng là khi mình đi về rồi thì trên đường về biết đâu sẽ ghi được bàn nữa. Và cuối cùng thì cũng ghi được thật, mình cũng vẫn là không được công nhận, đúng không? Chúng ta bị từ chối tới hai bàn thắng. Nhưng mà mình cũng phải công nhận là các cầu thủ mình rất là kiên cường. Thực sự đối thủ của chúng ta cũng không hề yếu tí nào đâu, họ rất là mạnh đấy. Chưa kể là có những cái quyết định mà đến giờ vẫn còn cái tranh cãi của trọng tài. Nhưng mà kể cả trong trường hợp chúng ta đã vừa bị một quả phạt đền này, lại vừa bị từ chối hẳn hai bàn thắng này, mà chúng ta vẫn thi đấu rất là kiên cường, như phải như mọi người nói rằng là phải như đội bóng Việt Nam mà như ngày xưa ấy, là thôi là sụi rồi đấy. Kiểu như là mất tinh thần. Mất hết tinh thần ngay sau khi bị từ chối rồi đấy. Đấy, nhưng cuối cùng chúng ta đối kiên cường và mặc dù hòa nhưng vẫn giữ được vị trí đầu bảng. Dạ vâng ạ. Và tạm gác lại với những thông tin ở sân cỏ, hãy cùng đến với những câu chuyện tình yêu của showbiz ạ. Trịnh Thăng Bình thừa nhận đã chia tay Lít Kim Cương. Phải nói năm nay là năm của những cuộc đổ vỡ. Có thể là ở nước ngoài thì mình có cô nàng Win Sun nè. Thì ở Việt Nam có rất là nhiều cuộc tình đổ vỡ. Và trong số đó gần đây nhất phải kể đến là cuộc tình của Trịnh Thăng Bình và ca sĩ Lít Kim Cương. Thực sự thì Thu Hà có coi được cái đoạn clip đó rồi. Thì trong đoạn clip đó Trịnh Thăng Bình chia sẻ với báo chí rằng là Thăng Bình không có muốn là Lít Kim Cương bị biết đến với tư cách là bạn gái của Thăng Bình, mà ở đây là Thăng Bình muốn là mọi người coi Lít Kim Cương như là một ca sĩ thực thụ nhá. Nói ví dụ là Thăng Bình kêu rằng là bây giờ Thăng Bình không muốn mọi người biết Thăng Bình là bạn của Trấn Thành, mà chỉ muốn là biết Thăng Bình là ca sĩ nổi tiếng và có tài thôi. Thì đó, thì bây giờ em muốn hỏi anh Đức là sẵn đây với cái ý kiến như vậy thì anh có đồng tình hay không? Thì cái lý do thì nó hơi buồn cười, nhưng mà thực ra mình hơi tò mò, thực ra mình không biết là hai bạn này yêu nhau khi nào nữa, bây giờ tự nhiên em thấy. Em biết, thực ra là bởi vì em rất là tò mò và so trong showbiz luôn. Thì có lẽ là một lần anh Thăng Bình này, anh có gặp Lít Kim Cương ở trong một cái cuộc thi game show âm nhạc giấu mặt đó. Thì có vẻ rất là thích thú, và sau đó thì cũng có những cái hình ảnh mà lộ rò rỉ là ở cái anh này coi phim với cô này, hẹn hò đó. Thì em cũng có coi một vài cái clip đó thì cũng biết à. Thực ra thì mình nghĩ là tại vì một cái mối tình mà nó chưa đến mức mà để tất cả mọi người phải nhắc đến. Nó rằng nó cũng có thể nó cũng chưa phải là quá lâu, hoặc không phải là quá bền chặt, hoặc phải là quá hot chẳng hạn. Thì cái chuyện chia tay nó cũng là bình thường. Tức là ở đây thực ra mỗi khi người ta cần có một cái lý do, cần một cái lý do gì đấy, nhất là người của công chúng, thì bên cạnh những cái lý do nội tại của hai người thì cũng có những lý do cần phải nói ra bên ngoài. Và em nghĩ là những cái lý do nội tại thì mình không nên nói đúng ra. Đúng rồi, tại nên vì họ bị cớ. Đúng rồi. Đây là cái cớ thôi, cuối cùng nó chỉ là cái cớ thôi. Tức là thôi thì thực ra mình như này này, mình vẫn quan điểm của mình là cho dù là người nổi tiếng hay không ấy, những cái chuyện mà nhất là chuyện đổ vỡ ấy, nó là chuyện không hay ho gì cả. Thì thực ra không nên công khai ra làm gì cả, lặng lặng là được rồi. Đã từng có những cặp đôi cư xử rất là văn minh, tức là họ rất là lặng lẽ, họ không có nói gì cả. Và nếu mọi như mà thậm chí họ không hề nói lý do luôn. Họ chỉ có nói chúng tôi đã chấm dứt, thế là đủ. Bởi vì lý do nào cũng khiến người ta phải tò mò, người ta soi. Lý do chỉ là lý do thôi. Đấy, cho nên là chúng ta nhớ cho cái chúng ta có nói về trường hợp của Thanh Bình và Ngọc Lan. Nó là viết một cái rất là dài và bạn chỉ nói chúng tôi đã chia tay. Thế thì bạn không hề nói lý do. Bởi vì lý do kiểu gì cũng sẽ khiến người ta suy diễn về lỗi của bên nào nhiều tốt hơn. Tốt nhất là không nói. Đấy, cho nên tốt nhất là không nói. Còn đây chẳng hạn như là bạn Thăng Bình bạn nói như thế thì sẽ có người bẻ lại bảo ôi bạn cũng có phải là ngôi sao lớn cỡ nào đâu mà sợ người ta mang tiếng là ăn theo như thế. Đấy, bạn cứ thành sao hạng A đi đã rồi hẵng nói thế, phải không? Đấy, rồi nhiều khi mà bảo là lý do thì không thuyết phục tí nào cả. Đang yêu nhau tự nhiên liên quan chuyện là gì, làm ca sĩ không làm ca sĩ, nổi tiếng không nổi tiếng. Hay thì cứ yêu đi, tại sao không tính cái chuyện đôi bạn cùng tiến? Có trường hợp là hai người đều yêu nhau đấy. Đó, và cùng nhau cùng phát triển đấy. Thế Trấn Thành Harry Won ấy chẳng hạn. Trấn Thành Harry Won ấy cưới nhau thì sao? Thế chẳng hạn bây giờ lại bảo Harry Won là vợ Trấn Thành, Trấn Thành là chồng Harry Won, ai nổi tiếng hơn ai, phải không? Đấy, chúng ta hãy nghĩ như thế này. Nếu thực sự yêu nhau ấy thì người ta sẽ cùng, nhất là những cái lứa đôi trong showbiz cùng làm nghề, người ta sẽ biết cách cùng nhau để cùng đưa nhau lên đỉnh cao, hoặc một người chấp nhận lùi về, như trường hợp của Đông Dương Cao Thắng. Bạn Thắng bạn đâu có bị cái mặc cảm là người đứng sau Âu Đông Nhi, là chồng của Đông Nhi mà đâu. Lại sẵn sàng. Mà dù bạn giờ bạn có đi hát đâu, đúng không? Bạn đâu có đi hát nữa đâu. Đấy. Cho nên là thực ra chúng ta hãy thấy rằng là nếu mà nêu ra lý do thì hãy tìm những lý do nó thuyết phục. Còn tốt nhất là không nên nêu ra lý do gì cả. Thì nói rằng chúng tôi thực ra đây cũng không phải là một cặp đôi mà người ta nhắc đến mỗi ngày. Đó. Thực ra hôm nay đọc cái tin này mới biết là cặp này chia tay, mình không biết cặp này yêu nhau từ khi nào cơ. Thành ra chính vì thế mình không dám bình luận, nhưng mình chỉ nói là quan điểm của mình là
cái chuyện là hai người đến với nhau nó là một cái mối duyên, trừ những cái trường hợp đến với nhau vì những cái toan tính này kia. Chứ còn chúng ta đến với nhau vì tình yêu, vì yêu thực thụ ấy, thì nếu có chia tay nhau ấy, thì hãy chia tay nhau một cách lịch sự, nhẹ nhàng, và đừng đưa ra những cái lý do khiến người ta suy diễn không hay. Nói như thế hóa ra là trước đây cô này bị mang tiếng Là quen anh này để tìm cơ hội để fame, phải không? Yeah. Đấy, thành ra cũng không hay cho cô ấy. Trong khi biết đâu cô yêu thực sự thì sao? Yeah. Mà biết đâu là anh nói thế nhưng biết đâu cô vẫn yêu anh ấy thì sao? Yeah. Thế chứ bây giờ chỉ vì anh đã là nhân danh là vì sự nghiệp của em mà tôi phải chia tay em thì thấy nó phi lý quá. Yeah. Thực ra thì hết duyên thì thôi, mình chia tay nhau thôi. Thì chúng ta cũng tạm gác lại câu chuyện tình buồn giữa Trịnh Thăng Bình và Liz Kim Cương. Còn bây giờ là thông tin tiếp theo cho ngày hôm nay ạ. Mai Phương Thúy sẽ rút kinh nghiệm sau khi đăng ảnh quá sexy. Thực ra thì cách đây vài ngày thì hoa hậu Mai Phương Thúy, phải nói là hoa hậu mà Thu Hà rất là yêu quý rất là lâu rồi, và đến bây giờ thì vẫn còn nổi tiếng và luôn luôn là xuất hiện trong những cuộc thi hoa hậu sau này, thì cô ấy cũng dần dần dạn dĩ hơn. Thực ra thì Thu Hà cũng theo dõi Phương Thúy rất là nhiều, thì Mai Phương Thúy chia sẻ rằng là do là cô ấy đã sống quá đủ rồi, nửa cuộc đời là làm hoa hậu rồi, nên bây giờ muốn là sống cuộc sống của mình, nên nhiều khi là không có muốn là phải kiêng khem giảm cân nữa, muốn là mình cứ béo ra chẳng hạn như vậy, hay là muốn thích gì nói đó. Nhiều khi là cũng bị gọi là cô gái này phát ngôn hơi cuồng một chút xíu, và mới đây thì là cái phong cách cũng hơi sexy, là mặc áo vest không mặc áo ngực ở bên trong để thả rông rồi mặc một cái quần short thì được cho là quá sexy. Thì anh Đức nghĩ sao về điều này ạ? Thực ra thì các cô ấy có quyền làm những cái mình muốn, và mình thấy rằng như thế cũng chưa phải là cái gì quá đáng, cũng bình thường thôi. Nhưng ở đây nó liên quan như thế này, đó liên quan không, một phần là cô hậu thì các mọi người đã quên chuyện đến mười hoa hậu mười mấy năm thì các mọi người giờ cũng không có nhắc đến nữa rồi. Yeah. Cái chính là vì nó liên quan đến cái chuyện chúng ta nói lúc đầu, đó là cái chuyện là cái độ tuổi đấy. Tức là người ta nếu như mà cách đây, nếu mà 10 năm trước Mai Phương chụp ảnh như thế thì có thể người ta cũng sẽ thắc mắc là sexy có, nhưng thực ra nó sẽ không có phản ứng mạnh như bây giờ. Như bây giờ đấy, thường như chúng ta vẫn bị một cái suy nghĩ là qua tuổi 30 ấy, đó là cũng phải có một cái gì đấy gọi là chín chắn, là kín kẽ một tí. Tất nhiên có những ngôi sao thế giới họ sexy tận 50 tuổi, 60 họ vẫn có thể bốc là sexy, nhưng thực ra nó, tại vì nó làm như thế là bởi vì họ đã thống nhất hình ảnh ngay từ đầu. Đó, từ lúc còn trẻ cho đến sau này họ liên tục. Là người sexy. Đấy, ví dụ như là Madonna chẳng hạn, là đã liên tục như thế suốt từ lúc bắt đầu khởi nghiệp làm ca sĩ lúc 20 mấy tuổi cho đến bây giờ ngoài 60 tuổi rồi. Vẫn như sexy. Thế, đó, vẫn bốc lửa, vẫn sexy như thế. Đấy, thì đấy là cái sự thống nhất về hình ảnh. Cho nên mình hiểu rằng là muốn sexy thì nó phải có một cái đẳng cấp và một cái bề dày về thời gian để mình duy trì cái hình ảnh đấy. Chứ vẫn tự nhiên đang bình thường suốt ngày chụp ảnh kín kẽ, áo dài, thiết tha, đùng một cái, chụp một cái là người ta bị sốc thôi. Yeah. Thế nhưng mà thực ra ở đây ấy, mình thấy như thế này. Mình thấy cô Phương Thúy chụp ảnh đấy cũng rất là bình thường. Và thực ra là như thế này. Cái gọi là cộng đồng mạng lên tiếng cũng chẳng có cái dữ dội gì cả, nó cũng cộng chỉ đồng là mạng một là ai? Với lại thực ra nó không có phải là dữ dội, nó cũng chỉ là một cái chút lao sao qua thôi. Với lại ở đây nó kiếm, thực ra là báo chí cũng muốn thích đưa tin kiểu trái chiều, bên đưa tin về Mai Phương Thúy mà kín kẽ thì quá bình thường rồi, tự nhiên thấy cái hình đấy có cái gì ghê gớm đâu, rất nhiều người chụp hình còn dữ dội hơn nhiều. Thế nhưng mà cũng phải kiếm một cái gì đấy, bởi vì sao, những cái tên như Mai Phương Thúy là thu hút lượng view rất là lớn đấy, cho nên là họ mới giật những cái tít như thế. Thế rồi là cộng đồng mạng thì cũng kiểu lao sao như vậy thôi, chứ còn cái hình đấy nó có là cái gì đâu, mình thấy nó cũng bình thường, nó cũng là một cái hình không phải là quá dữ dằn, quá ghê gớm gì cả. Với lại cô ấy, thường các phụ nữ thì tuổi 30 ấy, thì là bước vào cái độ chín, nó có cái vẻ đẹp khác biệt so với lúc còn tươi tắn ở tuổi 20. Thì đôi khi là cái sự sexy của tuổi 30 nó cũng khác, tuổi đầu 3 nó cũng sẽ rất khác với lại cái sự mà bốc lửa của tuổi 20, cho nên là việc mọi người chụp một cái hình như thế mình thấy nó rất là bình thường. Thì các mình thấy rất là bình thường, không có gì cả, trừ khi chụp hình khỏa thân. Nói thật, trừ khi chụp hình khỏa thân. Bản thân Mai Phương Thúy trước đây hồi lúc còn cô còn trẻ, cô từng đóng một số bộ phim mà có những cảnh mà sau này được báo chí trích ra và cũng rất là bốc lửa. Thì các mình thấy là bình thường, chẳng qua là thôi thì thời buổi mạng xã hội mà, thời buổi báo chí thì cần view, mạng xã hội thì cần like. Cho nên là mọi người mới biến những cái rất là bình thường đấy thành một cái tâm điểm. Thế thôi, chứ còn thực ra thì mình nghĩ là đấy, các cô đẹp mà. Các cô là hoa hậu, các cô đẹp, các cô đang bước vào cái tuổi độ chín về nhan sắc thì mặn mà đấy, thì là các cô cũng có thể chụp hình gọi là gợi cảm một chút, có gì đâu. Mà vấn đề là vẫn nằm ở trong cái giới hạn cho phép, mà đâu phải là gì đấy là quy phạm vào thuần phong mỹ tục hay cái gì là dữ dội đâu, thế rất là bình thường. Dạ, thực ra thì cái là đẹp che xấu khoe thôi, thực ra mình có mình đẹp thì mình khoe thôi mọi người ạ. Và đối với Mai Phương Thúy thì phải nói là cô ấy cũng đã quá là nhiều năm là hoa hậu rồi, nên nếu để mà bắt cô ấy phải là theo cái quy chuẩn của hoa hậu thì cũng gọi là hơi khắt khe với cô ấy ạ.
Hiền Hồ quyết định trở lại đường đua V-pop sau lần thay đổi ngoạn mục về hình ảnh lẫn phong cách âm nhạc mới trong ca khúc Cần Sa hồi tháng 7 năm 2019. Hiền Hồ quyết định trở lại đường đua V-pop với sở trường của mình là những ca khúc ballad lùi tim bằng đoạn teaser ca khúc Có như không có. Trong những hình ảnh được tiết lộ, Hiền Hồ xuất hiện bên vách đá, biểu cảm buồn thẫn thờ. Và mặc dù chỉ hé lộ 4 câu hát nhưng bấy nhiêu cũng đủ đúng tim khán giả với sự da diết của giai điệu và ca từ. MV Có như không có sẽ được chính thức phát hành vào ngày 21 tháng 11 năm 2019 tới đây. Cùng chờ đón sản phẩm mới này của Hiền Hồ nhé. Hai vị trí đầu chễm chệ trên top trending YouTube Việt Nam lần lượt là hai video trực tiếp các trận đấu giữa Việt Nam với Thái Lan vào tối ngày 19 tháng 11 và trận Việt Nam UAE vào tối ngày 14 tháng 11 thuộc khuôn khổ vòng loại World Cup 2022. Điều này không có gì khó hiểu khi trái tim của người hâm mộ Việt Nam luôn hướng về những trận cầu. Cùng theo dõi theo đội tuyển trên con đường chạm tay và giấc mơ World Cup 2022 nhé. Thu Hà cũng cảm ơn Amin Đức ngày hôm nay đã cùng nhận lời mời để tiếp tục đồng hành cùng Thu Hà nè, cùng trò chuyện với rất nhiều tâm điểm trong video hiện nay, cũng như là cũng xin được cảm ơn thương hiệu Son Julica đã cùng đồng hành để mang đến bản tin ngày hôm nay ạ. Không biết là Amin Đức có lời nào muốn gửi đến mọi người không ạ? Không, thì hôm nay là giữa tuần thôi, thì hy vọng những cái câu chuyện vừa rồi của chúng tôi thực ra nó không liên, chúng tôi đã cố tình mở rộng cái góc nhìn ra ngoài cả showbiz nữa, nó liên quan đến rất nhiều những vấn đề của đời sống ngày hôm nay, thì hy vọng là nó cũng giúp được quý vị có thêm một chút vừa thư giãn với những showbiz, vừa có một chút là góc nhìn, một cái góc nhìn khác nhau về những gì diễn ra xung quanh chúng ta trong những ngày giữa tuần như thế này. Xin mọi người hãy cùng tiếp tục những ngày giữa tuần vui vẻ để chúng ta vài ngày nữa sẽ lại gặp nhau trong những ngày cuối tuần tươi hồng. Dạ vâng, xin được hẹn gặp lại mọi người ở những ngày cuối tuần này các bạn nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.